chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điểm cơ bản và nâng cao bài Hồng Kông 1 của Nguyễn Trọng Tài. Sau đây chúng ta cùng vào video clip nhé. Để chơi được bài Hồng Kông 1 thì cái bài tay tông gốc là tông si dáng, thì mình sẽ kẹp cao u 1 để chơi tông la cho dễ đánh hơn. Thì hợp âm đầu tiên, hợp âm cơ bản là re major 7. Các bạn sử dụng ngón trỏ để kẹp hết dây 3, dây 2, dây 1 ngay tại ngân 2 và đánh bass từ dây 4. Hợp âm tiếp theo là đô thăng thứ 7. Các bạn đánh bass từ dây 5. Đây là đô thứ này. Đô thứ là có ngón út ngay đây. Đô thứ 7 là các bạn bỏ ngón út ra. Hợp âm tiếp theo, chúng ta lùi về một khuôn là si thứ 7. Hợp âm tiếp theo là mi 7. Ngón trỏ các bạn đặt ở ngăn 1 dây số 3. Ngón giữa các bạn đặt ở ngăn 2 dây số 5 và ngón út các bạn đặt ở ngăn 3 dây số 2. Đánh bass từ dây số 6 trở đi. Hợp âm tiếp theo là la major 7. Ngón trỏ các bạn đặt ở ngăn 1 dây số 3. Ngón giữa các bạn đặt ở ngăn 2 dây số 4 và ngón áp út các bạn đặt ở ngăn số 2 tại dây số 2. Còn nếu mà các bạn nào muốn chơi hợp âm nâng cao thì giữa hợp âm đô thăng thứ 7 và si thứ 7, các bạn có thể chơi hợp âm pha thăng 7 thăng 5. Các bạn sử dụng ngón trỏ kẹp hết ngăn 2. Ngón giữa các bạn đặt ở ngăn 3 dây số 3. Ngón áp út các bạn đặt ở ngăn 3 dây số 2 và đánh bass từ dây 6 trở đi. Trừ dây 5. Trừ dây 5 và dây 1. Hợp âm tiếp theo là pha thăng 7. Bây giờ mình sẽ đánh mẫu cho các bạn nghe vòng cơ bản và vòng nâng cao luôn. Bắt đầu vòng cơ bản. Vòng nâng cao. Để các bạn có thể chuyển về re major 7 thì chúng ta có một kỹ thuật rất là đặc biệt, đó là khi các bạn dừng hợp âm la xong, các bạn sẽ sử dụng si thứ 7 lên đô thăng thứ 7 và lên re major 7. Bây giờ mình sẽ đánh lại cho các bạn xem từ hợp âm la major 7. Và bắt đầu lại một vòng. Tiếp theo là điệu để chơi bài Hồng Kông 1 này thì chúng ta sẽ đánh như sau. Bùm chất 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 bùm